Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. À, vâng, thưa anh Lộc, thưa quý vị, thì vào chương trình tháng trước đó, 14 tháng 2 đó, thì chúng tôi có trình bày về vấn đề public choice đối với sở di trú USCIS, thì là họ sẽ bắt đầu chấp hành cái điều luật đó vào ngày 24 tháng 2. Và tất cả từ ngày 24 tháng 2 cho đi là những cái đơn mà làm thẻ xanh đó, tất cả đơn đều phải dùng cái đơn mới, và trong đó phải kèm theo một cái đơn nữa là đơn Y-944. Thì cái đơn Y-944 đó sẽ bắt phải liệt kê những cái vấn đề tài chánh, vấn đề tài sản, vấn đề năng lực, về credit report, tất cả những gì mà có thể dùng để họ quyết định vấn đề public charge. Thì là cái đó là với vấn đề chúng tôi đã trình bày vấn đề đó. Thì liền sau đó đó thì trong cái lúc mà vào ngày 20 tháng 2 đó, thì đối với bên Bộ Ngoại giao, tức là Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, họ đã trước đó thì họ đã yêu cầu bên Office of Management and Budget để chấp thuận cái đơn mới của họ, tức là cái đơn DS-5540. Thì cái đơn đó như là tương tự như cái đơn Y-944 sở di trú, cũng sẽ đòi hỏi tất cả những cái chi tiết để mà họ có thể dùng những cái chi tiết đó quyết định một người đó có thể trở thành gánh nặng của chính phủ Hoa Kỳ hay không. Và cái họ đã yêu cầu cái văn phòng đó chấp nhận cái đơn đó một cách request cái emergency đó, để chấp nhận cái đơn đó. Và cái đơn đó được chấp nhận vào ngày 20 tháng 2. Và sau đó thì họ thông báo là họ sẽ bắt đầu chấp hành cái điều lệ public charge như là của sở di trú vào ngày 24 tháng 2, cùng một ngày chung với sở di trú luôn. Cho nên bắt đầu từ bây giờ là họ có thể dùng những cái điều luật đó. Cái mẫu đơn hiện bây giờ, cái DS-5540 đó, họ chưa có nói là tất cả mọi người đều phải làm cái đơn đó. Nhưng mà nếu mà họ phỏng vấn, mà họ xét duyệt, họ nghĩ là người đó có thể là một người có thể trở thành gánh nặng của chính phủ Hoa Kỳ, thì họ sẽ yêu cầu người đó điền cái mẫu đơn DS-5540 để họ quyết định cái người đó có bị từ chối không cấm nhập cảnh vì cái điều luật 212A4 hay không. Thì hiện bây giờ cái thủ tục đó là như vậy. Có thể theo những cái thông tin họ cho biết đó, là họ nói rằng là có thể bắt đầu tùy theo mọi người, nếu mà muốn không muốn chậm trễ thì có thể điền cái đơn đó trước, rồi lúc đi phỏng vấn thì có thể trình cho cái người không đòi hỏi, nhưng họ khuyến khích làm như vậy. Dạ vâng, thì mà hiện bây giờ không biết là sau này họ có sẽ coi như cái đó là mandatory, bắt buộc phải điền tất cả hồ sơ hay không. Nếu mà họ đòi hỏi như vậy, tôi nghĩ cũng rất là khó, là vì một hộ mà chẳng hạn như một hộ có 5 người, 6 người, họ có bắt từng người phải làm cái đơn đó hay không? Hay là chỉ làm một cái đơn đó cho một hộ? Thì hiện bây giờ họ chưa có ra những cái thông báo là cần phải làm những vấn đề đó. Thì chắc sau này thì nếu có gì thay đổi thì chúng ta cũng sẽ thông tin lại cho quý vị biết những cái... Nói tóm lại là còn cái Y-944 thì là bắt buộc rồi. Vâng. Vâng. Y-944 là dành cho những người xin thẻ xanh ở Hoa Kỳ. Vâng. Còn 5540 là cho những người xin nhập cảnh ở nước ngoài. Vâng. Dạ vâng. Và cái 5540 thì hiện nay chưa có bắt buộc áp dụng. Vâng. Nhưng mà bên Bộ Ngoại giao khuyến khích là người nào có thể tự nguyện điền trước càng sớm càng tốt. Vâng. Vâng. Cảm ơn luật sư. Có một chi tiết và có lẽ là quý vị theo dõi cũng thấy ngạc nhiên là cái phán quyết của Tối cao Pháp viện là ngày 24 phải không ạ? Tháng 12. Dạ, không, phán quyết của Pháp viện là ngày như là tháng 2. Tháng 2. Tôi xin lỗi. Là 24 tháng 12, tháng 2 xin lỗi. Dạ vâng, dạ vâng. Mà cái form kia đã in ngày 20 tháng 2, tức là chứng tỏ rằng chính phủ Tổng thống Donald Trump rất là tin tưởng là điều này sẽ được áp dụng phải không ạ? Thì 20 tháng 2 là đã in phải không ạ? Vâng, thì cái nghĩa là họ được chấp thuận đó. Có thể là cái đơn này họ làm trước rồi. Nhưng mà vì những cái vụ kiện và bị tòa hoãn lại đó, thành ra họ hoãn lại hết tất cả. Nhưng mà khi họ thấy sở di trú được thành công cho vấn đề Tối cao Pháp viện cho phép làm, thì là họ tiến tới làm luôn cùng một lúc như vậy. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.